Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, về cơn bão số 5, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc, sau đó di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ chiều mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 cho đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ giảm khoảng 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, trong đêm nay và ngày mai, vùng nguy hiểm có gió mạnh trên cấp 6 sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 và phía Tây kinh tuyến 111. Còn đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ cũng như vùng biển Quảng Trị, trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét. Từ gần sáng và ngày mai, các tỉnh miền Bắc còn có thêm tác động của khối không khí lạnh mới tràn xuống. Tương tác giữa không khí lạnh và hoàn lưu phía tây của bão sẽ khiến cho khu vực ven biển Bắc Bộ từ gần sáng ngày mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Một số nơi ven biển như là Quảng Ninh hay là Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cùng với đó là những cơn mưa. Nhiệt độ trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ giảm đáng kể. Với khu vực phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Và càng về chiều tối mai, trời sẽ chuyển lạnh. Còn đối với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ ở đây vẫn cao, dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn đối với miền Trung, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ khoảng trưa vào chiều nay trời chuyển mây nhiều và có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết nắng ráo cũng duy trì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất cho ngày mai là từ 29 cho đến 32 độ, còn Nam Bộ có mức nhiệt là từ 33 cho đến 35 độ. Dự báo phải đến chiều tối và tối thì mưa dông mới có xu hướng quay trở lại, nhưng ít có khả năng xuất hiện mưa to. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.